Xin chào các bạn, tên tôi là Thơ Nguyễn, tôi 15 tuổi. Nói sao nhỉ? Vâng, tôi đang yêu với anh trai của mình. Anh là con nuôi của bố mẹ. Bạn nghĩ sao về điều đó? Câu chuyện bắt đầu khi tôi 11 tuổi, còn anh tôi, Tiểu Bảo Bảo, anh 12, anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi. Chà, không phải vậy. Thật ra lúc tôi trở thành một gia đình, nhưng mọi chuyện bắt đầu từ trước đó, khi quả bóng rổ của Tiểu Bảo Bảo bay qua hàng rào vào nhà tôi. Ồ, đó là một ký ức khủng khiếp. Nó rơi thẳng vào bàn búp bê ngay lúc diễn ra tiệc trà. Ôi, cái bàn màu hồng xinh đẹp của tôi, nó bị lật ngược, phá vỡ bộ ấm trà đáng yêu trên đường đi. Bộ ấm trà đấy có thể làm nữ hoàng ghen tị đấy. Bạn bè tôi, ngay cả khi chỉ là búp bê, đã tức giận và buồn bã và từ chối ghé để uống một tách trà sau tai nạn đó. Sau cuối cùng, chiếc váy xinh đẹp của tôi, nó khiến tôi trông như một công chúa xinh đẹp đã bị bùn vấy bẩn. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra Tiểu Bảo Bảo có tồn tại. Và rõ ràng tôi không thích cậu ta chút nào. Chắc chắn là như vậy. Chúng tôi là hàng xóm, hai gia đình ở trong khu nhà liền kề. Bố mẹ tôi sống ở phần bên trái và gia đình Tiểu Bảo Bảo sống ở bên phải. Chúng được ngăn bởi hàng rào rất cao. Với trẻ em thì nó như vặn đi trưởng thành. Vậy vẫn chưa đủ. Trái tim bé nhỏ của tôi đã đủ bức xúc với gã hàng xóm hay bắt nạt rồi. Vậy nên tôi sẽ vui hơn rất nhiều nếu không bao giờ nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Nhưng điều này là không thể. Bố mẹ chúng tôi đã quyết định sẽ thân thiết hơn, chỉ là hàng xóm và sẽ trở thành bạn bè. Họ sẽ sang thăm nhau mỗi ngày, làm tiệc nướng với nhau và những thứ nhàm chán của người lớn. Tạ ơn trời đất, họ đã không ép tôi và Tiểu Bảo Bảo trở thành bạn bè. Tiểu Bảo Bảo có thể không cảm thấy phiền khi chơi bóng rổ cùng tôi, nhưng bạn có thể tưởng tượng tôi với trái bóng không? Và tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy. Nó không chỉ là việc cậu ấy đã phá hủy tiệc trà thời thơ của tôi, mà còn bằng sự thật rằng bố mẹ tôi đã nuôi tôi lớn lên như một công chúa nhỏ vậy. Và tôi nghĩ rằng mình không hợp khi chơi với các cậu bé hàng xóm, không đời nào. Nhưng mọi việc đã thay đổi chóng mặt khi tôi 11 tuổi, bố mẹ của Tiểu Bảo Bảo mất trong vụ tai nạn. Bố mẹ không kể chi tiết với tôi, và tôi không chắc mình muốn biết việc đó. Bố chỉ để tôi ngồi vào lòng, nhìn vào mắt tôi một cách rất chăm chú. Vào lúc đó, tôi đang nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó tồi tệ và cảm thấy vô cùng sợ hãi rằng bố sẽ mắng tôi. Nhưng không, bố chỉ bảo phải nói với tôi một việc. Những người hàng xóm của chúng tôi đã ra đi và con của họ, Tiểu Bảo Bảo, đã bị bỏ lại một mình. Bố cũng nói rằng chúng tôi cần phải giúp và cậu ấy sẽ ở nhà chúng tôi một thời gian. Lúc ấy, tôi không hề biết một thảm kịch vừa mới xảy ra. Tôi chỉ nghĩ tại sao Tiểu Bảo Bảo ở nhà tôi trong khi cậu ấy đã có nhà của mình rồi. Nhưng tôi rất vui vì cuộc nói chuyện này không liên quan gì đến hành vi của mình và đã gật đầu. Tiểu Bảo Bảo có phòng riêng, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần Tiểu Bảo Bảo sẽ làm phiền tôi. Nhưng bạn biết đấy, tôi hầu như không thấy cậu ấy đâu cả. Tiểu Bảo Bảo rất nặng nề, hầu như không nói chuyện và dành phần lớn thời gian để chơi bóng rổ ở sân sau. Và sau đó mẹ đã gọi tôi để nói chuyện rất nghiêm túc. Hóa ra Tiểu Bảo Bảo không hề có người thân nào trong thị trấn cả. Thật ra những người thân của cậu ấy đang có lại ở rất xa. Vậy nên mẹ đã chuẩn bị để nói cho tôi quyết định của bố mẹ đã bàn bạc xong. Bố mẹ tôi đã quyết định rằng sẽ nhận nuôi Tiểu Bảo Bảo. Ôi trời ơi, tôi phải làm quen với suy nghĩ rằng từ giờ mình đã có một người anh. Đó là điều tôi không chịu nổi. Bạn thấy đấy, tôi là đứa con duy nhất trong gia đình. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng chính bố mẹ đã nuôi lớn tôi với suy nghĩ rằng cô con gái yêu quý duy nhất và họ sẽ không sinh thêm em bé nào nữa. Và đột nhiên tôi bị buộc tham gia một cuộc tranh đua nghiêm túc nhằm thu hút sự chú ý của bố mẹ. Và tôi cũng không thể nào tha thứ cho Tiểu Bảo Bảo vì anh ta cũng chạc tuổi tôi. Nó làm tôi phát điên. Tôi chưa sẵn sàng để chia sẻ căn nhà, gia đình hay cuộc sống của mình với anh chàng này. Bố mẹ tôi luôn cố gắng chăm sóc và bảo vệ Tiểu Bảo Bảo. Chắc chắn họ cũng không quên tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất cay đắng, như bị bỏ rơi vậy. Tôi lớn lên và bắt đầu loại bỏ những định kiến đó. Không có nghĩa là tôi đối xử tốt với Tiểu Bảo Bảo, căn bản là tôi không để ý đến anh mà thôi. Trong một thời gian dài sau khi bố mẹ qua đời, anh đã không thể chấp nhận thực tế mình đã có bố mẹ nuôi. Anh đã sống cách biệt trong một vài năm. Chỉ có sự quan tâm đầy tinh tế của bố mẹ tôi mới giúp anh nhận ra rằng anh không hề cô đơn. Anh cũng có một gia đình mới.
Đó là cách tôi sống với Tiểu Bảo Bảo. Mọi người đều ở trong thế giới riêng của họ. Chúng tôi hầu như không gặp nhau. Có lẽ chỉ tại bàn ăn tối và hành lang trong nhà, nơi mà sự giao tiếp chỉ gói gọn trong câu xin chào. Dù sao, anh cũng khá lạnh lùng và giữ khoảng cách. Điều đó không làm tôi phiền lòng chút nào. Mọi thứ đã có rất nhiều thay đổi khi tôi học cùng trường với Tiểu Bảo Bảo. Trường chúng tôi khá nhỏ, vậy nên giờ đây chúng tôi gặp nhau nhiều hơn so với khi ở nhà. Trong hành lang trường, trong một quán cà phê, chúng tôi thậm chí còn học chung một số lớp nữa. Tiểu Bảo Bảo chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi và bạn gái tôi biết đang hẹn hò với bạn trai nhóm Tiểu Bảo Bảo. Bây giờ chúng tôi chơi với nhau khá nhiều. Tôi đã thấy một Tiểu Bảo Bảo khác. Tôi nghĩ anh là một thiếu niên buồn bã, ít nói. Nhưng hóa ra anh khá nổi tiếng ở trường. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng rằng anh lại có rất nhiều bạn. Thêm vào đó, anh còn rất được ngưỡng mộ nữa. Tôi đã thấy tận mắt một vài lần, anh đã bảo vệ một số người khỏi bị bắt nạt. Tiểu Bảo Bảo là người cao lớn, khỏe mạnh, nên kẻ bắt nạt đã rút lui khi Tiểu Bảo Bảo thuyết phục anh ta. Tôi luôn nghĩ rằng anh chơi bóng rổ chỉ bởi vì anh không có việc gì khác để làm. Nhưng không phải như thế. Hóa ra Tiểu Bảo Bảo là vận động viên bóng rổ hàng đầu trong đội tuyển ở trường và anh rất có tương lai trong môn thể thao này. Nhưng Tiểu Bảo Bảo lại thích khoa học hơn. Tôi luôn nghĩ rằng Tiểu Bảo Bảo không thông minh bằng mình và tôi không thể tưởng tượng được rằng năm ngoái anh tôi đã đạt giải nhất trong cuộc thi khoa học ở trường. Vì vậy, sau 4 năm chung sống trong một căn nhà, tôi nhận ra anh rất ngầu. Tôi đã rất bối rối, không biết vì sao, cả xấu hổ nữa. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những khoảnh khắc tôi và Tiểu Bảo Bảo làm thứ gì đó cùng nhau. Trò chuyện, đi chơi, dành thời gian với bố mẹ chung, tôi có thể đếm hết số lần đó trên một bàn tay. Nhưng thường tôi không để ý đến Tiểu Bảo Bảo hoặc cố làm tổn thương anh ấy theo cách nào đó. Nói cách khác, tôi hành xử như một kẻ ngốc vậy. Và tôi đã quyết định phải thay đổi mọi thứ. Tôi muốn thiết lập một mối quan hệ tốt hơn với anh, thậm chí trở thành bạn bè và đi chơi cùng nhau. Nhưng bạn biết không, bây giờ Tiểu Bảo Bảo đã bắt đầu phớt lờ tôi. Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ở nhà và ở trường, thậm chí đi chơi với bạn bè của anh. Nhưng nhiều nhất anh cũng chỉ nói vài câu trống không. Tôi thật sự không hiểu tại sao Tiểu Bảo Bảo lại nhạt với tôi như thế. Nhưng tôi thậm chí còn bối rối hơn về việc chuyện đó lại làm tôi tức giận. Vì vậy tôi đã quyết định cả một cuộc phiêu lưu để làm tan chảy sự băng giá mà anh đã đặt ra cho hai đứa. Trường của tôi đã tổ chức một bữa tiệc ngoài trời. Đó là một sự kiện nhằm giúp các thanh niên rời bỏ mạng internet, khiến họ hít thở không khí trong lành. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội để được đi bộ cùng Tiểu Bảo Bảo. Tôi sẽ chả vào bị chật mất cả chân, và Tiểu Bảo Bảo, kẻ luôn bảo vệ những kẻ yếu, sẽ không thể làm ngơ được. Kế hoạch đó có vẻ rất tốt, lúc đầu mọi chuyện đều ổn. Tôi đã xoay sở để được đi dạo cùng anh mà không có các bạn bè bên cạnh. Nhưng tôi đã không tìm được địa điểm đẹp và chúng tôi đi bên cạnh một khe núi sâu. Khi đã sẵn sàng ngã xuống theo kịch bản, không ngờ tôi bị trật chân và rơi xuống. Tôi đã thật sự rất đau khi ngã xuống khe núi đó và Tiểu Bảo Bảo đã vội vã chạy theo tôi. Anh ấy có vẻ rất lo lắng, nhưng tôi thậm chí không nghĩ về điều đó. Tôi đang cố gắng rất nhiều để không bật khóc vì làm mình bị tổn thương. Tiểu Bảo Bảo hỏi tôi có bị đau ở đâu không, và sau đó anh nâng tôi lên và bế tôi quay trở lại chỗ cắm trại. Và vào lúc đó tôi đã quên hết tất cả những bầm tím và chảy xước trên người. Bỗng nhiên tôi để ý một điều rằng anh rất đẹp trai. Lần này không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra điều đó. Tôi đã yêu anh, con nuôi của bố mẹ. Bạn biết đấy, sau vài ngày tôi đã nói ra tất cả. Bởi vì bây giờ tôi đã không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của anh. Như bạn có thể đoán, Tiểu Bảo Bảo đã rất ngạc nhiên. Nhưng tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng anh cũng thích tôi từ thời thơ ấu. Khi chúng tôi còn bé, anh đã làm hết sức để thu hút sự chú ý của cô bé hàng xóm. Nhưng tôi đã ghét anh. Và khi trở thành một phần cuộc sống của chúng tôi, anh đã từ bỏ suy nghĩ về việc có tình cảm với tôi. Tôi đã trở thành em gái anh ấy. Hơn nữa là cô em gái ghét anh mình. Tôi đã không nói với Tiểu Bảo Bảo một điều mà tôi từng nói với các bạn. Tôi đã quá ngốc nghếch. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về việc trở thành một cặp và chúng tôi không tìm ra lý do tại sao chúng tôi không làm được điều đó. Chúng tôi đã đủ lớn, chúng tôi không cùng huyết thống, thậm chí chúng tôi không giống nhau gì cả. Ngày tiếp theo chúng tôi nói chuyện với bố mẹ. Họ rất ngạc nhiên. Họ luôn nghĩ Tiểu Bảo Bảo là con cái trong gia đình nhưng thật sự không có lý do để phản đối. Và sau đó chúng tôi đã kết hôn với nhau.
Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Tiểu Bảo Bảo là gì của Thơ Nguyễn? Đáp án A, anh nuôi. Đáp án B, anh ruột. Đáp án C, anh họ. Và đáp án D, em nuôi. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.